Xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã đến với Laptop Đông Việt. Mình là Huy Cai. Lời đầu tiên thì cho phép mình chúc mừng tất cả anh em khi đã hoàn thành được kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia một cách xuất sắc. Đến giờ chúng ta nghỉ ngơi và vui chơi rồi. Và ngày hôm nay mình cũng đưa đến cho anh em top những chiếc máy laptop cực kỳ hợp với sinh viên. Đặc biệt đây là những chiếc laptop gaming. Nhưng mà sinh viên thì cũng có sinh viên JIT, sinh viên JAT đúng không? Sinh viên này thì là sinh viên RMIT. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu em vào nhá. Đầu tiên, nó chính là sản phẩm Acer ROG Strix G16 ở phiên bản năm 2023. Và nó đang được bán với mức giá là xấp xỉ 55 triệu đồng. Em này thì chạy qua CPU là i7 13650HX, RAM 16GB, SSD là 1TB và VGA bên trong cho anh em là RTX 4070 8GB. Anh em có thể thấy là từ cái bộ vi xử lý này, khi nó được trang bị là có chip i7 13650HX, một con chip i7 mạnh nhất dành cho laptop. Và ở cái thế hệ 13 Raptor Lake này thì đồ họa của nó khá là đẹp. Và đặc biệt nhá, anh em còn đi kèm với cả RTX 4070 thì mình không thể nghĩ ra được là vấn đề về học tập này, giải trí, anh em mang chiếc laptop này đi học này hay là anh em giải trí thì nó gặp bất kỳ khó khăn gì nữa. Hay thậm chí là anh em nào đam mê đồ họa, anh em học về ngành kiến trúc nhá, thì đây là một chiếc laptop rất rất tuyệt vời dành cho anh em. Bởi vì sao? Bởi vì sức mạnh của em nó không chỉ nằm ở cấu hình mà còn kể và ở nằm ở màn hình nữa. Khi mà độ phân giải của màn hình em nó lên tới 2K, tỷ lệ màn hình thì là 16 inch và tần số quét 240Hz. Ngoài ra thì anh em từ trước đến giờ vẫn hay lo lắng là laptop gaming thì nó nóng đúng không? Nó nóng hơn so với PC rất là nhiều, nhưng mà không. Em này thì hoàn toàn mát cho anh em bởi vì cái hệ thống tản nhiệt của nó quá thông minh. Nó tích hợp công nghệ ROG Intelligent Cooling và nó được nâng cấp lên là công nghệ với 3 quạt tản nhiệt, cùng với đó là keo tản nhiệt loại lỏng, đảm bảo duy trì mát mẻ của máy cho anh em luôn. Còn nổi bật nữa là cái điểm mình khá thích ở trên chiếc máy này, đấy chính là dàn LED RGB của em nó. Mặc dù là mình là người không thích màu mè, nhưng tuy nhiên dàn LED của em dàn LED RGB của em này thì lại khá là quyến rũ nhá. Anh em có thể thấy là nó là một hệ thống đèn LED RGB trên thân máy và bàn phím. Nó có cả khả năng tùy chỉnh độc đáo với cả chế độ là đa hiển thị trên Armory Grade. Công nghệ Overstock sẽ mang đến khả năng làm việc cũng như là giải trí tuyệt vời, giảm tác động của phím và cải thiện khả năng phản hồi, được thiết kế dành cho các game thủ. Bàn phím có các phím chức năng cách nhau để nhận diện trực quan và các phím nóng chuyên dụng để cho phép truy cập nhanh vào các lệnh cần thiết. Rồi, đến với sản phẩm thứ hai ngày hôm nay mà mình muốn tư vấn cho anh em, nó chính là em laptop Acer ROG Flow Z13 phiên bản 2023. Em này thì chạy CPU là i9-13900H, RAM 16GB, SSD là 1TB và card thì là RTX 4050. Và cái giá hiện tại của em nó đang loanh quanh tầm 52 triệu đến 53 triệu đồng. Em này thì thực ra mình sẽ thấy có một cái là thiết kế nó sẽ đơn giản hơn so với cái chiếc máy đầu tiên mà mình vừa nhắc đến cho anh em. Tuy nhiên, em này thì lại có một cái khá đặc biệt, đấy là anh em có thể tách rời bàn phím ra. Anh em có thể tách rời bàn phím ra và đây là một chiếc laptop 2 in 1. Nhưng mà cái điều mà mình đang không hiểu ở đây là tại sao một chiếc laptop mỏng như này lại có thể chứa được một sức mạnh to lớn như vậy. Anh em không nghe nhầm đâu, khi mà anh em nhìn ảnh thì anh em có thể thấy là nó khá là mỏng và trọng lượng của em nó, anh em biết bao nhiêu không? 1,18 cân. Ui, thậm chí là nó còn mỏng hơn, nó còn nhẹ hơn cả cái laptop này mình đang cầm trên tay. Laptop này, con này thì rơi vào tầm 1,4-1,5 cân, mình cầm một tay vẫn rất thoải mái. Anh em biết là khi mà mình cầm tầm 1,18 thì nó nhẹ đến mức như nào. Và em này trông rất đẹp và mới những người basic như mình nhá, mình thực sự rất thích. Nó sẽ không có nhiều LED quá màu mè này, mặc dù là nó có LED. Và đặc biệt là mặt sau của em nó có rất nhiều điểm nhấn, tạo nên những cái nét gaming, tạo nên cái vẻ cứng rắn. Nhưng tuy nhiên nó không quá màu mè. Và đặc biệt là cấu hình bên trong thì siêu khủng. Core i9-13900H thì anh em chắc là sự không có gì phải bàn rồi. i9 đã là max setting rồi, đã thế còn đời 12 và chip H. Chip H thì là chip hiệu suất cao, anh em còn gì để nói không. Còn có một cái mà mình thấy nó hơi tụt so với cái laptop bên trên nhá, là bởi vì là em cạc của em này thì chỉ là RTX 4060 thôi. Nhưng mà 4060 ở thời điểm hiện tại cũng đã quá đủ dùng rồi. Và mình thấy là thậm chí nhá, mình vẫn đang dùng những chiếc laptop
chạy con cá đồ họa là Rotic 2060. Và với một người làm về content creator như mình có chơi game nhá, mình chơi rất nhiều game, nhưng mà con đấy nó vẫn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của mình vẫn thấy không có vấn đề gì cả. Thì đến 4060 nó sẽ mạnh đến bước như nào, và anh em giải trí học tập làm việc, có lẽ là học tập thì mình không cần nói quá nhiều ở đây rồi, bởi vì học tập chắc chắn anh em có thể làm được hết tất cả mọi thứ trên những chiếc laptop kiểu dạng như này. Cái anh em làm đồ họa 3D thoải mái, mặc setting hết cho mình, edit đi mặc setting, không có gì phải bàn cãi đây cả, 4K thoải mái luôn. Và đây cũng là một cái cấu hình mà mình nghĩ là anh em rất rất đáng sở hữu. Ngoài ra, ngoài cái đặc điểm của cấu hình ra, thì chính cái kiểu thiết kế của nó cũng là một cái điều mà khiến cho anh em rất thích thú đấy. Nó sẽ khác so với những chiếc laptop gaming bình thường, bởi vì nó vừa là một chiếc laptop gaming, nó vừa là một chiếc laptop 2 in 1, và anh em có thể cầm đi rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Một cái điều nữa mà mình thích đấy chính là về phần màn hình. Màn hình em này thì không quá to đâu, khi mà cái độ lớn của em nó thì chỉ là 13,4 inch mà thôi. Và cái độ phân giải của em nó thì là 2K. Tỷ lệ nhá, tỷ lệ có tỷ lệ mới cho anh em 16:10. Và đặc biệt đây là một cái màn hình cảm ứng. Màn hình 2:1 mà, 2:1 thì chắc chắn nó đã là cảm ứng rồi. Màn hình cảm ứng nhưng tần số quét lên đến là 165Hz. Cũng không hề kém cạnh một chút nào đâu. Và mình nghĩ là 165Hz thì anh em chơi FPS là cũng đủ rồi. Còn nếu anh em muốn hơn thì đấy, cái con 55 triệu mà mình vừa nói bên trên thì nó có tần số quét là 240Hz. Nhưng mình thấy thì đến cái tầm như mình chơi CSGO rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không phân biệt được rõ là 165 với 240 nó khác nhau ở cái điểm nào đâu. Có lẽ là cũng do bản thân mình không biết phân biệt, nhưng mà thực sự thì mấy cái này mình thấy nó cũng xem nhau thôi. Đến cái tầm nó đã quá xịn rồi thì cái khoảng cách nó rất rất nhỏ. Là anh em nào mà ưa thích thì có lẽ là sẽ nhận ra thôi. Độ sáng của em màn hình này nhá, 500 nit cho anh em luôn. Cùng với đó thì là tấm nền IPS chống chói 100% DCI-B3. Thì anh em biết là cái độ chuẩn màu của nó tuyệt vời đến mức như nào rồi đấy. Cổng kết nối cũng là một điều mà mình muốn nói đây. Khi mà anh em biết là những chiếc mà 2 in 1 ở thời điểm hiện tại nhá, hầu hết họ sẽ đều cắt những cổng kết nối và để cho anh em đúng một cổng kết nối Type-C thôi. Có nghĩa là nếu mà anh em muốn kết nối thêm thiết bị ngoại vi, chúng ta phải mua thêm một cái hub nữa. Nhưng chiếc laptop này thì không như vậy. Anh em vẫn có một Thunderbolt 4 support DisplayPort này. Anh em vẫn có một USB 3.2 Gen 2 Type-C này, một USB 3.2 Gen 1 Type-A và một ALG XG Mobile Interface. Cùng với đó là một jack cắm tai nghe 3.5, cũng khá là đầy đủ, nhưng mà hơi đáng tiếc một chút đấy là anh em sẽ không có HDMI. Và chiếc laptop cuối cùng ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho anh em, nó chính là em laptop HP Omen 16, như là phiên bản của năm 2022. Em này thì chạy con chip không phải Intel đâu, mà là Ryzen 7 6800H. RAM thì là 16GB, SSD 1TB. Cùng với đó là một chiếc cạp đầu 3000 series, nó chính là em 3070 Ti. Và hãy để tìm hiểu xem là tại sao mình lại đặt em này vào trong cái clip ngày hôm nay. Thì đầu tiên nó chính là cái việc nó sở hữu một cái màn hình khá là đẹp, khi với cái độ lớn là 16,1 inch này, độ phân giải thì là Quad HD, khá là đẹp thoải mái luôn. Tần số quét là 165Hz cho anh em luôn. Tuy nhiên cái độ sáng của em này là cái điều mà mình thấy nó hơi thiệt thòi so với hai phiên bản bên trên. Đấy chính là cái việc độ sáng của nó chỉ rơi vào tầm 300 nit mà thôi. 300 nit thì anh em sử dụng ngoài trời cũng ok rồi, nhưng nó chưa được thoải mái lắm thôi. Bởi vì cái độ sáng tiêu chuẩn để anh em dùng ngoài trời thì nó loanh quanh tầm 250 nit. Thì em này đã là 300 nit rồi. Tuy nhiên là tất nhiên anh em dùng nó sẽ vẫn hơi khó chịu một chút đấy. Ngoài ra cái điểm cộng mà mình thấy ở trên màn hình em này đấy chính là nó sở hữu 100% sRGB. Thì cái độ phủ màu này khá là quan trọng, bởi vì nếu anh em nào mà học về ngành kỹ thuật rồi thì làm về hình ảnh Photoshop các thứ thì độ chuẩn màu nó cũng là một cái điều mà anh em luôn quan tâm. Với vài cái con chip Ryzen 7 6800H, nó cũng là một chip khá là mạnh đến từ nhà Ryzen với 3.2GHz, và anh em có thể up to lên đến là 4.7GHz và 16MB bộ nhớ đấy. Thì đây là một con chip mình đánh giá ở thời điểm hiện tại nó cũng có thể cân hết tất cả mọi vấn đề của anh em luôn, không có cái gì khó khăn đối với con chip này cả. Smart setting hết cho mình. RAM thì em này là RAM DDR5 luôn, 16GB 4800MHz. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em top 3 chiếc sản phẩm có thể nói là dành cho sinh viên, nhưng mà là sinh viên RAM mid. Anh em có thể tham khảo vào đây nếu anh em đam mê một chiếc máy vừa có thể đáp ứng cho anh em về vấn đề học tập một cách thoải mái luôn, nhưng mà giải trí thì cũng không kém cạnh. Thì đây là 3 cái sản phẩm khiến cho mình khá ấn tượng. Anh em có ý kiến gì không? Comment xuống bên dưới để cho mình biết nha. Và cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau.